Get out. Slowly get out of the car. Keep your hands out. Drop the gun. What did he do that for? Come on. You're right, brother. Dude, what the man? Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2022, cảnh sát thành phố Marysville, bang Ohio, Hoa Kỳ nhận được điện thoại của người dân báo rằng có một người đàn ông đang dùng súng đe dọa người khác trong ô tô. Sau đó, cảnh sát Marysville nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe bán tải màu trắng và yêu cầu anh ta ra khỏi xe. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up now. 58, I got one at gunpoint. Okay, just put your hands out of the car. Okay? Okay, we'll figure it out, but we have a report of a gun, okay? Okay, you need to chill out and stand over there now. Okay, step out of the car for me, bud, okay? Step out of the car for me now. Get out, slowly get out of the car. Keep your hands out. Ngay khi mở cửa xe, người đàn ông bất ngờ rút súng nhắm vào viên cảnh sát. Viên cảnh sát đã bắn nhiều phát chỉ trong một giây sau khi hét lên bỏ súng xuống. Chúng ta hãy xem lại đoạn phim từ camera của xe cảnh sát. Okay, step out of the car for me, bud, okay? Step out of the car for... Đứng bên kia đường là mẹ của người đàn ông và bạn gái của anh ta. Get out of the car! Keep your hands out! Drop the gun! Viên cảnh sát nổ súng dứt khoát, người đàn ông bị bắn gục xuống đất. Don't move! Don't move! Back away from me! Back away! Bạn gái của anh ta hét lên rằng đó chỉ là một khẩu súng bắn bi, nhưng trước đó cô ấy nói với cảnh sát rằng người đàn ông không hề có súng. Sau đó các viên cảnh sát khác cũng lao đến hiện trường để giải cứu. Go back up there. It was a BB gun. It was a BB gun. Where's the gun? Right there. Mẹ của người đàn ông và bạn gái đã rất kích động và liên tục khóc gào rằng đó chỉ là một khẩu súng BB, như thể cảnh sát đã thực sự làm điều gì đó sai trái. You alright? You okay? Yeah. Anh cảnh sát đeo găng tay cao su và chuẩn bị tham gia cứu hộ, nhưng sau đó tinh thần của anh dần sụp đổ. Dude, come on. What did he do that for? Come on. Hop in this car. Hop in this car. Viên cảnh sát không biết là tự trách hay vì lý do gì khác. Anh ta rất xúc động. Đồng nghiệp của anh ta đã mở cửa và yêu cầu anh ta ngồi trong xe để bình tĩnh lại. Wait a second. Dude, what the f***? Hop in. Did you discharge? Yeah! Yeah, I'll get it. 820. 20, go ahead. Yeah, with me. You alright, brother? Dude, what the f***, man? Yeah, it's all right, man. You did what you had to. What did he do that for? Take some deep breath, brother. Just breathe for me, man. Breathe. Keep breathing. Khoảng 15 phút sau, viên cảnh sát bị các đồng nghiệp trong phòng điều tra dẫn đi vì liên quan đến vụ nổ súng chết người, nên sẽ được cho nghỉ hành chính để phục vụ công tác điều tra. Người đàn ông được những người ứng cứu khẩn cấp đưa đến bệnh viện Marysville Memorial, nhưng được cho là đã chết. Sau đó chúng tôi được biết rằng người đàn ông có súng là Todd Hunter, 33 tuổi, người bị trầm cảm, và các vấn đề về sức khỏe tâm thần bao gồm lạm dụng ma túy và rượu. Vào ngày xảy ra vụ việc, khi đưa con trai về nhà vợ cũ, anh ta đã dùng súng đe dọa vợ cũ và nói với con trai rằng mình sắp chết. Khẩu súng lục mà anh ta cầm sau đó được xác nhận là súng bắn bi. Hai tháng sau, đại bồi thẩm đoàn của tòa án địa phương cuối cùng đã ra phán quyết rằng vụ bắn của cảnh sát Matejko là hành vi tự vệ, và anh sẽ không phải chịu bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Ý kiến của bạn về vụ việc này như thế nào? Hãy thảo luận ở một comment bên dưới nha.